Ngày 13 tháng 3, phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội của Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, dự kiến Đại hội Đảng thứ 14 được tổ chức vào quý 1 năm 2026. Tổng bí thư lưu ý, bằng mọi biện pháp, dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, nhất là những người vướng vào tham nhũng, nịnh trên nạt dưới, để những người đó lọt vào cương vị lãnh đạo là tai họa cho Đảng. Nhắc đến nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng, Tổng bí thư nhấn mạnh, Việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng là nhân tố đảm bảo cho thành công và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội. Theo Tổng Bí thư nói đến chuẩn bị nhân sự đại hội 14 của Đảng là nói đến chuẩn bị nhân sự ban chấp hành trung ương Đảng, bộ chính trị, ban bí thư, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước. Trong đó, ban chấp hành trung ương là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao. Thực tế cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là vào những thời điểm quyết định hoặc có tính bước ngoặt lịch sử vận nước đặt tất cả vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược công tác chuẩn bị nhân sự đại hội là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của đảng sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước tổng bí thư nhấn mạnh tổng bí thư lưu ý đội ngũ cán bộ hiện nay đông nhưng chưa thật sự mạnh tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ vẫn xảy ra ở nhiều nơi đáng chú ý là một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng giảm sút ý chí làm việc hời hợt ngại khó ngại khổ thậm chí có người suy thoái về tư tưởng chính trị Đạo đức, lối sống có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp cao, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, phẩm chất, năng lực chưa ngang tầm nhiệm vụ, vi phạm nguyên tắc và quy chế làm việc, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lợi ích nhóm không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước trục lợi, làm thất thoát lớn vốn, tài sản của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý theo pháp luật. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, ủy ban kiểm tra trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện trung ương quản lý, một số cán bộ đã bị xử lý hình sự. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội, trong đó có cả cán bộ cấp cao, tuy đã được ngăn chặn nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi. Một số cán bộ làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nhất, quên cả thanh liêm, danh dự. Theo Tổng Bí thư, tình hình đội ngũ cán bộ hiện nay có ảnh hưởng nhất định đến việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng. Đây là công việc vô cùng quan trọng, là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc, chính đáng của toàn Đảng, toàn dân. Gần như đi đến đâu, ở chỗ nào cũng thấy cán bộ, đảng viên và nhân viên tỏ ra quan tâm theo dõi và có phần băn khoăn lo lắng đặt câu hỏi, đảng ta sắp tới dự định lựa chọn bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo thế nào để đủ sức gánh vác nhiệm vụ cách mạng to lớn mà lịch sử giao phó? Tổng Bí thư nói: Các phần tử xấu, cơ hội, thù địch cũng nhân dịp này tìm mọi cách xuyên tạc, tung tin tác động chia rẽ nội bộ ta, hòng phá hoại công tác nhân sự nói riêng, công tác xây dựng đảng nói chung. Rõ ràng, công tác nhân sự đại hội là vô cùng quan trọng nhưng cũng hết sức phức tạp khó khăn, nặng nề, đòi hỏi Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết, Tổng Bí thư lưu ý. Theo Tổng Bí thư, Ban chấp hành Trung ương khóa 14 phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Việc giới thiệu nhân sự, Tổng Bí thư lưu ý lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ các mặt, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ và tiêu chí cơ bản để đánh giá, lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp với công việc. Chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động cá nhân, cục bộ, phê cánh, lợi ích nhóm, cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn phá hoại, gây rối nội bộ của các thế lực thù địch, Tổng Bí thư lưu ý. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14 phải thật sự là những người tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Trong đó, đặc biệt chú trọng nhân sự có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cường lĩnh đường lối của Đảng, hiến pháp của nhà nước và lợi ích quốc gia dân tộc. Đồng thời, nhân sự được chọn phải có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm nói đi đôi với làm, gắn bó mật thiết với dân, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động. Bản thân nhân sự không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, không để vợ, chồng con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi. Nói tóm lại là vừa phải có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc. Tổng Bí thư nhấn mạnh kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài đủ tiêu chuẩn. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng lưu ý không để lọt vào ban chấp hành trung ương khóa 14 những người có một trong các khuyết điểm, đó là những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy trọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phê cánh, lợi ích nhóm, thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Tổng Bí thư cũng quả quyết không để lọt vào trung ương người vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, chu dập người thẳng thắn đấu tranh, phê phán người để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng thất thoát vụ việc tiêu cực lớn người bảo thủ trì trệ nói nhiều làm ít uy tín giảm sút cũng không được để lọt vào trung ương ngoài ra tổng bí thư cũng yêu cầu loại các nhân sự kê khai tài sản không trung thực có biểu hiện giàu nhanh nhiều nhà nhiều đất nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc bản thân vợ hoặc chồng con có lối sống thiếu gương mẫu lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính tổng bí thư cũng lưu ý việc chuẩn bị nhân sự đại hội cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng Ban chấp hành Trung ương cần có cơ cấu hợp lý, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Các ban đảng ở Trung ương và một số bộ, ngành địa phương thuộc vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng cần tăng cường số lượng ủy viên Trung ương Đảng. Ngoài ra, trong cơ cấu của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 cần chú ý đảm bảo tỷ lệ hợp lý đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước đủ tiêu chuẩn điều kiện tham gia. Việc xác định số lượng ủy viên Trung ương khóa 14 cần căn cứ chủ yếu vào yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi của tình hình, căn cứ vào yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn, lĩnh vực công tác, đặc biệt là phải đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn không thuần túy chạy theo số lượng. Tổng Bí thư yêu cầu phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội Đảng bộ các cấp, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước tiểu ban nhân sự, trước bộ chính trị và ban chấp hành Trung ương về nhân sự do mình đề xuất, giới thiệu. Theo Tổng Bí Thư, công tác cán bộ nói chung và công tác nhân sự đại hội nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như trên, đã nói nhưng cũng cực kỳ phức tạp, khó khăn vì nó liên quan đến con người, là công tác con người. Vì vậy, công tác nhân sự đại hội đặc biệt phải có con mắt tinh đời trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn, lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình làm thước đo chủ yếu. Trong đó, Tổng Bí Thư yêu cầu lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ, tạo ra một ekip, một tập thể thật sự ăn ý, đoàn kết, thống nhất, có sức mạnh. Muốn thế phải thật sự phát huy dân chủ, chống tư tưởng cục bộ, địa phương, thân quen, cánh hậu, lợi ích nhóm, tránh cách làm giản đơn, tùy tiện, vô nguyên tắc. Phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn. Nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc xa sút về phẩm chất, đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, hống khách, gia trưởng, nịnh trên nạt dưới, bao che cho tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Để những người đó lọt được vào cương vị lãnh đạo là tai họa cho Đảng, là tạo điều kiện cho họ càng hại nước, hại dân nhiều hơn, Tổng Bí thư nêu rõ. Tổng Bí thư yêu cầu các thành viên tiểu ban nhân sự và tổ giúp việc, đặc biệt phải rất tỉnh táo, tinh tường, đừng nhìn gà hóa quốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín, đừng chỉ thấy cái mã bên ngoài, che đậy cái sơ sài bên trong. Tổng bí thư cũng lưu ý tránh tình trạng cua cậy càng, cá cậy vây, tự cao tự đại, coi thường người khác, không phối hợp, hợp tác tốt. Mục đích của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng được một ban chấp hành trung ương mạnh, một bộ chính trị mạnh, một ban bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao xung quanh người đứng đầu để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề của mình. Tổng bí thư nhấn mạnh